Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Giải cứu kịp thời 3 người bị thương nặng kẹt trong xe khách khi va chạm với xe tải trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Bỉm Sơn. Bất cập hạ tầng xe buýt trên địa bàn tỉnh. Vào hồi 2 giờ 30 phút sáng nay trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến cho 3 người trên xe khách bị thương nặng mắc kẹt trên xe. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách biển kiểm soát 75B01866 do anh Nguyễn Thành Trung, trú tại khu 4 thành phố Đông Hà, Quảng Trị, điều khiển đâm mạnh vào đuôi xe tải biển kiểm soát 36C01699 chạy cùng chiều do anh Nguyễn Văn Khiêm, quê ở xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa điều khiển. Cú va chạm quá mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng và 3 người trên xe bị thương nặng, bị mắc kẹt trên xe. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã kịp thời triển khai và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngay trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tình trạng thanh thiếu niên cùng học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến gây mất an toàn giao thông. Ngay trên quốc lộ 1A, hàng loạt thanh thiếu niên học sinh không đội mũ bảo hiểm ngang nhiên chạy xe trên đường. Không những vậy, có không ít học sinh còn đi xe máy phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe ngược chiều trên quốc lộ gây mất an toàn giao thông. Được biết tình trạng này không chỉ bộc phát mà nó xảy ra thường xuyên, đề nghị các cơ quan chức năng cùng gia đình, nhà trường nhanh chóng có biện pháp chấn chỉnh và ngăn chặn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, vận tải hành khách bằng xe buýt đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt làm hạn chế phương tiện cá nhân và giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Tuy nhiên hiện nay, hoạt động của xe buýt trên địa bàn Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn, bất cập, nhất là về cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 14 tuyến xe buýt đang hoạt động với khoảng 134 chuyến một ngày, phục vụ trên 4.000 lượt khách. Tuy nhiên, hạ tầng cho hoạt động xe buýt đang còn nhiều khó khăn bất cập, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì và phát triển loại hình vận tải này. Toàn tỉnh hiện có 1.304 điểm chờ xe buýt, nhưng mới có 160 nhà chờ. Còn lại, tại hơn 1.100 điểm, hành khách đi xe buýt phải đứng ngoài trời chờ. Đáng nói là tại những vị trí được bố trí nhà chờ thì lại bị các hàng rong chiếm dụng để buôn bán và chứa các vận dụng kinh doanh. Bảng thông tin tại nhà chờ cũng bị dán quảng cáo vặt, gây mất mỹ quan đô thị. Xe ôm xe lai là hàng quán chiếm dụng hết những cái chỗ nhà chờ, mất trật tự an toàn giao thông. Đề nghị các cơ quan chức năng có cơ chế quản lý. Bên cạnh đó, tại rất nhiều điểm chờ xe buýt như ngã tư Bưu Điện, cổng chợ Tây Thành hay đại lộ Hùng Vương đang hình thành những bến cóc mini tự phát với hàng loạt hàng rong, xe ôm, taxi, án ngữ. Mỗi khi có xe buýt đến là xảy ra tình trạng tranh chấp chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó là tình trạng đậu đỗ phương tiện tràn lan lên vạch dừng xe buýt gây cản trở mỗi khi xe dừng đón trả khách. Xe dù, xe cóc rồi đậu đổ của các xe đứng vào xe buýt làm cho xe buýt không vào được bến của mình là gây lên ách tắc, rồi từ đó là nó mất an ninh trật tự lộn xộn trên thành phố. Hai nữa là cái việc cơ sở hạ tầng thì bị lấn chiếm hết của cái phần của xe buýt. Trước đây có tới 20 tuyến xe buýt hoạt động, nhưng đến nay toàn tỉnh chỉ còn lại 14 tuyến hoạt động với lượng hành khách ngày một giảm. Ngoài các nguyên nhân khác, có một phần do những bất cập liên quan đến hạ tầng xe buýt khiến chất lượng phục vụ thấp, dẫn đến nhiều người dân không mặn mà lựa chọn di chuyển bằng xe buýt. Do đó, để xe buýt đáp ứng phục vụ hành khách, các ngành chức năng cần nâng cao cơ sở hạ tầng, đồng thời có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe buýt để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách cả về giá cả và những tiện ích đi kèm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.